Hội Thánh cùng hết thảy ông bà anh chị em. Buổi tối hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau nghe lời Chúa để được sự yên ủi đăng khi chúng ta trải qua những sự thử thách, những sự đau buồn. Xin mời Hội Thánh cùng đứng lên và chúng ta cùng đến với Chúa một lần nữa. Chúa ơi, chúng con cảm ơn Ngài vì lời của Chúa thật lạ lùng trên mọi cuộc đời chúng con. Cảm ơn Chúa vì danh của Ngài. Lời của Ngài phán rằng ai tin con thì được sự sống đời đời. Và tin lành vinh hiển của Ngài đã đến trên nơi làng này, đến nơi đời sống của các tôi con của Ngài tại đây, để chúng con ai nấy từ những tội nhân có thể được kinh nghiệm trở nên con cái của Đức Chúa Trời chí cao. Cảm ơn Chúa vì bởi sự chết, sự đổ huyết của Ngài mà đang khi chúng con đến với Ngài trong sự ăn năn thì chúng con được sự tha thứ và chúng con được nhận làm con trai, con gái của Đức Chúa Trời chí cao. Chúa ơi, cảm ơn Chúa trong thì giờ những ngày qua có sự đau buồn xảy đến trong Hội Thánh, đó là một đầy tớ Ngài, mục sư Timôthê đẹp lòng Chúa, ông đã xong sự chạy, ông đã được Ngài đón về thiên quốc. Và đang khi chúng con có sự tạm biệt, tạm chia tay thì có những sự đau buồn, Chúa ơi, bối rối, nhưng chúng con cảm ơn Ngài vì lời Chúa hứa rằng ta là sự sống lại và sự sống, kẻ nào tin ta dầu đã chết cũng sẽ sống. Cảm ơn Chúa vì mọi lời hứa rất kỳ diệu của Ngài. Và tối hôm nay chúng con đến đây để cùng được nghe lời của Ngài, cùng ngợi khen Ngài, cùng kinh nghiệm sự yên ủi của Đức Thánh Linh Ngài. Vì Chúa ơi, loài người như hoa cỏ nay nở sớm tàn, nhưng lời của Ngài còn lại đời đời. Bởi có đó, buổi tối hôm nay chúng con cùng hiệp nhau nghe lời Chúa để trong mọi cảnh ngộ chúng con biết rằng Ngài có chương trình trên mỗi cuộc đời chúng con, và mọi sự đó hiệp lại đều làm ích cho kẻ yêu mến Ngài. Và nguyện tối hôm nay những thân hữu chúng con, và có những người chưa hề biết về Chúa nhưng họ cũng nghe về lời của Ngài, thì xin Đức Thánh Linh cảm động để có nhiều thân hữu chúng con cũng chạy đến với Chúa và kinh nghiệm sự tha thứ, kinh nghiệm sự sống tươi mới, kinh nghiệm tình yêu quyền năng kỳ diệu của Ngài, và kinh nghiệm ai ở trong Chúa Giêsu Christ thì người đó được sự sống đời đời. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con giao phó thì giờ quý báu này trong tay Cha, và chúng con hiệp ý dâng mọi sự vinh hiển, tôn quý, quyền năng, vương quốc thuộc về Ngài, và chúng con hiệp ý cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin Hội Thánh cùng mở ra, cùng đứng và mở ra trong Giăng đoạn 14. Giăng đoạn 14 từ câu 1 đến câu 3. Xin chúng ta cùng đọc. Lòng các ngươi chớ hề bối rối, hãy tin Đức Chúa Trời, cũng hãy tin ta nữa. Trong nhà Cha ta có nhiều chỗ ở, bằng chẳng vậy ta đã nói cho các ngươi rồi. Ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ. Rồi khi ta đã đi và đã sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó. Cảm ơn Hội Thánh, xin chúng ta cùng. Chủ đề mà tôi muốn cùng được chia sẻ với ông bà anh chị em buổi tối hôm nay, đó là chủ đề ở cùng Chúa luôn luôn. Đức Chúa Trời là đấng sáng tạo nên loài người, thì ngay từ ban đầu ý định của Ngài là loài người được ở cùng Chúa luôn luôn. Nhưng tội lỗi đã đến, con người đã bị cám dỗ bởi ma quỷ, và con người đã bị phân cách với Đức Chúa Trời. Và từ đó trở đi,
Lời Chúa nói rằng bởi sự không vâng lời của một người mà mọi người thành ra kẻ phạm tội, nhưng bởi sự vâng phục của một người mà mọi kẻ trở thành người công bình. Và chúng ta thấy khi tổ phụ chúng ta phạm tội thì mọi người đều trở nên tội nhân, và kết cục tiền công của tội lỗi là sự chết. Nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời ở trong Chúa Giêsu Christ. Và loài người ai nấy đều sợ sự chết, sợ đau khổ, sợ đói kém, nhưng không thể tránh nổi. Nhưng chỉ có một giải pháp, đó là ở qua sự chết và sự sống lại của Chúa Giêsu Christ. Ngài đã chết trên cây thập tự, đổ huyết ra để tha hết tội lỗi cho cả nhân loại. Và Ngài không chết luôn, nhưng Chúa đã bứt đứt quyền của sự chết và âm phủ, và Ngài đã sống lại. Nên chỉ cách đây ít tuần trước đây, chúng ta đã kỷ niệm sự thương khó và sự phục sinh của Chúa. Và Chúa nói rằng ta là sự sống lại và sự sống. Kẻ nào tin ta thì dầu đã chết cũng sẽ sống. Chúng ta cảm ơn Chúa vì ngày hôm nay chúng ta có sự đau buồn vì một người thân yêu chúng ta là mục sư Timôthê, ông đã trở về với Chúa. Nhưng trong lời của Chúa chúng ta biết rằng chúng ta chỉ tạm biệt ông, và chúng ta sẽ một ngày không xa được gặp lại ông trong nước vinh hiển của Chúa. Và bởi vậy khi chúng ta nhìn xem lời của Chúa ở đây, Chúa nói rằng lòng các ngươi chớ hề bối rối, hãy tin Đức Chúa Trời, cũng hãy tin ta nữa. Chúa đã hỏi chúng ta là hãy tin cậy Ngài, hãy tin cậy Chúa Giêsu, hãy tin cậy Đức Chúa Trời. Vì sao vậy? Chúa nói rằng trong nhà cha ta có nhiều chỗ ở, có nhiều chỗ có thể đủ cho hơn 8 tỷ người ngày hôm nay nữa. Nhưng mà Chúa cho chúng ta chọn lựa, chọn đến với Ngài, ăn năn tội mình để được Ngài tha thứ, được Ngài làm nhận làm con, hay là từ khước Ngài. Và Chúa nói ở đây rằng lòng các ngươi chớ hề bối rối, hãy tin Đức Chúa Trời, cũng hãy tin ta nữa. Trong nhà cha ta có nhiều chỗ ở. Ngày hôm nay chúng ta đang có một chỗ ở tạm trên đời này. Có người ở Bình Phước, có người ở Lâm Đồng, có người ở thành phố Hồ Chí Minh. Mỗi người mỗi nơi, nhưng tất cả nơi ở đó đều là nơi ở tạm của ông bà anh chị em và tôi. Nhưng Chúa sắm sẵn cho chúng ta một nơi ở đời đời, mà nơi đó chúng ta sẽ được ở cùng Chúa luôn luôn. Vì Đức Chúa Trời dựng nên loài người, Ngài yêu thương con người, và Ngài đã chuẩn bị một thế giới xinh đẹp nhất cho con người. Nhưng tội lỗi đã đến và đã phá hỏng. Và ngày hôm nay con người nhìn thấy một thế giới đầy những nan đề, đầy những khó khăn, đầy những điều thách thức, vì con người đã phạm tội với Đức Chúa Trời, trở nên những con người hung ác, ích kỷ, tham lam, và có thể thiệt hại mạng sống của nhau. Nhưng Đức Chúa Trời đã có giải pháp, là khi Ngài ban Chúa Giêsu đến để đem sự tha thứ cho loài người. Vì lời của Chúa nói rằng Ngài không muốn một người nào chết mất, nhưng muốn mọi người đều ăn năn và trở về cùng Ngài. Và cảm ơn Chúa, Ngài đã kêu gọi mục sư Timôthê, kêu gọi nhiều đầy tớ Chúa ở đây để chúng ta đến với Ngài, nhận biết Ngài và kinh nghiệm tình yêu quyền năng biến đổi của Ngài. Và từ nơi đó chúng ta bắt đầu đi ra và chia sẻ phúc âm tình yêu quyền năng tha thứ của Ngài cho nhiều người khác. Và đến ngày hôm nay, Hội Thánh Chúa tại đây, Giáo Lạc Giang, thêm nhiều người, nhiều linh hồn trở lại với Chúa. Và Chúa nói rằng một linh hồn quý hơn cả thế gian. Nên Chúa muốn tất cả thân hữu của chúng ta tại đây những ngày qua đã nghe những điều về sứ điệp của Đức Chúa Trời, cũng biết rằng Ngài yêu thương ông bà anh chị em. Ngài không muốn ông bà anh chị em phải vào sự chết đời đời, nhưng sẽ kinh nghiệm sự tha thứ
kinh nghiệm sự sống, kinh nghiệm sự sống đời đời, được ở cùng Chúa luôn luôn. Và ngay cả trong đối với sự chết, chúng ta có sự tạm chia tay, tạm đau buồn, nhưng chúng ta không hề có sự tuyệt vọng, nhưng chúng ta có đầy sự hy vọng ở nơi Chúa. Vì Đức Chúa Trời quyền năng, những lời nào Ngài phán hứa với chúng ta thì Ngài có quyền làm cho trọn. Và Ngài nói rằng: lòng các ngươi chớ hề bối rối, hãy tin Đức Chúa Trời, cũng hãy tin ta nữa. Trong nhà cha ta có nhiều chỗ ở, bằng chẳng vậy ta đã nói cho các ngươi rồi, ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ. Khi ta đã đi và đã sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó. Cảm ơn Chúa, vì Chúa không hề muốn ở xa cách loài người. Chúng ta là những người đã được Ngài dựng nên, và Ngài đã đi sắm sẵn cho chúng ta một nơi ở đời đời. Và khi Ngài đã sắm sẵn cho chúng ta xong rồi, thì Chúa nói rằng: này, ta sẽ trở lại để làm gì? Đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó. Cảm ơn Chúa, vì Ngài muốn chuẩn bị nơi ở tốt lành cho hết thảy chúng ta, hết thảy những người nào ăn năn tin nhận Ngài, và Ngài trở lại đem chúng ta đi với Ngài, hầu cho chúng ta ở đâu, Ngài ở đâu thì chúng ta cũng ở đó. Và ngày hôm nay mục sư Timôthê đã được Chúa đem về ở với Ngài trước chúng ta, và chúng ta hẹn một ngày chúng ta sẽ được cùng đến, cùng ở với Chúa và gặp lại mọi người thân yêu chúng ta đã đi trước chúng ta. Vì vậy, khi chúng ta đến với những người chưa biết Chúa thì họ sợ sự chết, và đối với sự chết là sự đau buồn. Họ kêu la lên rằng: ngàn thu vĩnh biệt, không bao giờ gặp lại được. Nhưng ở trong Chúa thì chúng ta biết rằng chỉ là tạm biệt thôi. Và Chúa đến, Ngài nói tại nơi đó không còn có nước mắt nữa, không còn có sự đau đớn nữa, nhưng tại nơi đó có sự vui mừng phước hạnh. Và đó là những bài ca mà các con cái Chúa hồi nãy hội thánh đã ca hát, là miền vinh hiển, ở nơi đó không còn sầu đau hay lo buồn. Tại nơi đó chúng ta được gặp đấng yêu thương và gặp mọi người thân yêu của chúng ta ở trong nước của Ngài. Vì vậy nên Chúa không những là đấng sáng tạo thế gian này, Ngài cũng là đấng đã đến để cứu chuộc chúng ta, và rồi Ngài cũng sẽ trở lại để đón chúng ta trở về với Ngài. Và trong khi chờ đợi thì chúng ta hãy trung tín với Chúa trong mọi công việc Chúa giao, yêu mến Ngài, yêu mến anh em, yêu mến linh hồn tội nhân, để tiếp tục rao báo tin lành, để chúng ta có thể mọi người kinh nghiệm sự bình an, sự vui mừng, sự phước hạnh như chúng ta đã kinh nghiệm vậy. Amen, không ông bà chị? Vì chúng ta không muốn chỉ một mình chúng ta được hưởng ơn cứu rỗi, nhưng chúng ta muốn được chia sẻ cho nhiều cuộc đời khác. Và những ngày qua tôi cũng gặp một số các anh em ở đây, và cũng chia sẻ: thế nào trước đây chưa có Chúa, cuộc đời chúng ta thật là bối rối bất an, chúng ta tỉ mượn rượu, mượn những cái điều ở đời này để làm cho quên sầu, quên buồn. Nhưng đến khi chúng ta biết Chúa, chúng ta không còn cần rượu để làm cho quên sầu nữa, nhưng chúng ta kinh nghiệm sự vui mừng của Đức Thánh Linh ban cho chúng ta khi chúng ta kinh nghiệm sự cứu rỗi của Ngài. Và Chúa đã đến để đem món quà quý nhất của thiên đàng ban cho chúng ta, đó là ai tin danh Chúa Giêsu thì được sự sống đời đời. Và chúng ta không còn sợ sự chết nữa, nhưng sự chết chỉ là giấc ngủ. Xin chúng ta cũng hãy xem lại trong Tê-sa-lô-ni-ca nhất, Tê-sa-lô-ni-ca nhất đoạn 4. Xin hãy cùng nghe lời Chúa ở đây thêm một lần nữa. Sự
Thessalonica nhất đoạn 4 từ câu 13 đến câu 17. Hỡi anh em, chúng tôi chẳng muốn anh em không biết về phần người đã ngủ, hầu cho anh em chớ buồn rầu như người khác không có sự trông cậy. Vậy nếu chúng ta tin Đức Chúa Giêsu đã chết và sống lại thì cũng vậy, Đức Chúa Trời sẽ đem những kẻ ngủ trong Đức Chúa Giêsu cùng đến với Ngài. Và này là điều chúng tôi nhờ lời Chúa mà rao bảo cho anh em, chúng ta là kẻ sống còn ở lại cho đến kỳ Chúa đến thì không lên trước những người đã ngủ rồi, vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên sứ lớn cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời, thì chính mình Chúa ở trên trời giáng xuống. Bây giờ những kẻ chết trong Đấng Christ sẽ sống lại trước hết. Kế đến chúng ta là kẻ sống mà còn ở lại sẽ cùng nhau đều được cất lên với những người ấy giữa đám mây tại chốn không trung mà gặp Chúa. Như vậy chúng ta sẽ ở cùng Chúa luôn luôn. Thế thì anh em hãy dùng lời đó mà yên ủi nhau. Chương trình của Đức Chúa Trời từ sáng thế ký cho đến khải huyền là Ngài muốn loài người được ở cùng Chúa luôn luôn. Vì vậy, đang khi loài người phạm tội, Chúa Giêsu đã đến để mở con đường, và Ngài nói rằng: ta là đường đi, ta là chân lý, ta là sự sống. Chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha. Và Chúa đã đến mở con đường để chúng ta được sự tha thứ, kính nghiệm. Ai tin danh Chúa Giêsu thì được sự sống đời đời. Và chúng ta đang khi ở trên đời này thì chúng ta mời Ngài ngự vào lòng, thì Chúa ở trong chúng ta và chúng ta trong Ngài, và Ngài ở cùng chúng ta luôn. Kinh Thánh nói rằng Chúa đã ban Chúa Giêsu, danh của Ngài là Đấng Emmanuel, là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Ngài ở cùng chúng ta luôn luôn, và Ngài cũng chuẩn bị để khi chúng ta được đi ở với Ngài, chúng ta được ở cùng Chúa luôn luôn. Không còn sự phân rẽ, không còn sự buồn bã, nhưng chúng ta được gặp Đấng mặt đối mặt, Đấng yêu thương chúng ta và đã phó chính mạng sống Ngài vì tội lỗi chúng ta. Không một ai đã yêu chúng ta như chính Ngài đã yêu chúng ta. Và Ngài khi bước đi trên cuộc đời này, Chúa Giêsu đã từng trải sự đói, sự khát, sự mệt, sự đau buồn. Ngài từng trải sự bị khinh dễ, bị chán bỏ, bị vu oan và bị chết một cách nhục nhã. Ngài trải qua mọi hoạn nạn như con người chúng ta phải trải qua. Nhưng Chúa nói rằng các ngươi sẽ có hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng vì ta đã thắng thế gian rồi. Ngài đã thắng thế gian, thắng sự chết, thắng âm phủ, Ngài đã thắng ma quỷ. Vì vậy, tất cả những ai tin danh Ngài thì đều được sự sống đời đời. Và đối với chúng ta, sự chết, Kinh Thánh nói rằng đó là một giấc ngủ. Và những kẻ ngủ trong Đấng Christ thì sẽ thức dậy khi có tiếng kèn cuối cùng, kèn chót, và chính Chúa Giêsu sẽ đến cùng với thiên sứ của Ngài. Và Chúa nói rằng những người đã ngủ, đã qua đời trước chúng ta thì những người đó sẽ được sống lại trước hết. Rồi nếu chúng ta còn sống thì chúng ta được cùng cất lên tại chốn không trung mà gặp Chúa. Và chúng ta sẽ được ở cùng Chúa luôn luôn. Chúng ta không còn bị xa cách Chúa nữa, nhưng được ở cùng Ngài luôn luôn. Vì vậy đang khi bước đi giữa cuộc đời này thì Kinh Thánh nói rằng Đấng yêu chúng ta đã lấy huyết Ngài rửa sạch mọi tội chúng ta. Ngài liên tục rửa sạch mọi tội lỗi khi chúng ta ăn năn xưng tội với Ngài, thì Ngài tha thứ cho chúng ta và làm sạch mọi điều gian ác của chúng ta. Và Ngài khiến cho ma quỷ là kẻ kiện cáo anh chị em và tôi ngày đêm, nó bị thất bại. Và Chúa đứng
nếu Đức Chúa Trời vua giúp ông bà anh chị em, nếu Ngài bênh vực ông bà anh chị em, thì ai có thể nghịch lại ông bà anh chị em được. Nên chúng ta cảm tạ Chúa vì cả thiên đàng bênh vực chúng ta ở đời này, và đến khi đi qua đời, tôi tin chắc rằng mục sư Timôthê đã được thiên sứ của Ngài đưa dẫn ông về nước thiên đàng. Mỗi chúng ta, Chúa dựng nên chúng ta theo hình ảnh Ngài, có phần thân thể chúng ta thấy được, có phần tâm hồn, đó là nơi của tâm trí, ý chí, cảm xúc. Nhưng chúng ta có phần tâm linh, là phần chúng ta không hề thấy được. Nhưng chính Chúa đã đến để làm cho tâm linh chúng ta được sống động, nối kết với Chúa. Và bởi sự hành động của Đức Thánh Linh, ấn chứng trong lòng chúng ta biết rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời. Ai trong chúng ta biết rõ điều đó? Đức Thánh Linh ấn chứng trong lòng chúng ta để chúng ta biết rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời. Ai trong chúng ta biết như vậy ạ? Đức Thánh Linh ấn chứng trong lòng chúng ta để chúng ta biết rằng chúng ta là con cái Ngài. Và chính Ngài ở cùng chúng ta luôn cho đến tận thế. Chính Ngài là đấng sẽ nhắc nhở chúng ta: các con ơi, chuẩn bị trở về quê nhà thiên quốc. Và ở trong Kinh Thánh, Chúa nói chúng ta khi Ngài trở lại thì điều gì sẽ xảy đến đây. Thì chúng ta hãy dở ra trong Khải Huyền đoạn 22. Câu 11, 12 của Khải Huyền đoạn 22: Này, ta đến mau chóng và đem phần thưởng theo với ta, để trả cho mỗi người tùy theo công việc họ làm. Ta là Alpha và Omega, là thứ nhất và là sau chót, là đầu và là rốt. Phước thay cho những kẻ giặt áo mình, đặng có phép đến nơi cây sự sống, và bởi các cửa mà vào trong thành. Ta, và câu thứ 16, 15: Ta là Giê-xu đã sai thiên sứ ta đến làm chứng về những sự đó cho các ngươi trước mặt các hội thánh. Ta là chồi và hậu tự của David, là sao mai sáng chói. Ở đây Chúa nói cho chúng ta điều rằng Ngài sẽ mau chóng trở lại với chúng ta. Và không phải chỉ Ngài trở lại không mà thôi, nhưng Kinh Thánh nói rằng Ngài đem phần thưởng theo với ta, để trả cho mỗi người tùy theo công việc họ làm. Có những công việc mà Chúa giao phó cho chúng ta, và đang khi chúng ta trung tín làm các công việc Ngài giao phó, thì có phần thưởng Chúa sẽ ban thưởng cho chúng ta. Chúng ta biết chắc rằng mục sư Timôthê, khi ông trở về với Chúa được gặp gỡ Ngài, chắc chắn Chúa sẽ ban thưởng cho ông về mọi sự vâng lời mà ông đã nghe tiếng Chúa và làm theo, và đem tin lành của Ngài rao báo khắp nơi. Vì lời Chúa nói rằng nếu các ngươi vì cớ anh em ta chỉ cho họ một ly nước mà thôi, cũng không mất phần thưởng. Nên mỗi một việc mà ông bà anh chị em và tôi nghe tiếng Chúa vì cớ Ngài, Đức Thánh Linh nhắc nhở chúng ta làm, thì Chúa nói rằng Chúa sẽ ban thưởng cho chúng ta tùy theo công việc chúng ta làm. Nên ao ước rằng chúng ta, không một ai trong chúng ta sẽ bỏ qua những sự nhắc nhở, những mạng lệnh của Chúa, nhưng chúng ta sẽ nghe tiếng êm dịu nhỏ nhẹ của Ngài, để chúng ta sẽ làm theo mạng lệnh Chúa, trung tín cho đến chết. Và chúng ta được gặp lại đầy tớ Chúa đã đi trước chúng ta là mục sư Timôthê, và gặp gỡ chính Chúa Giê-xu là đấng cứu chuộc chúng ta cùng với mọi thánh đồ, và cũng nhận lấy phần thưởng mà Ngài sẽ ban cho mỗi chúng ta nữa. Amen không ạ? Và xin Chúa, Ngài sẽ khích lệ tất cả các đầy tớ Chúa tại đây, các con cái Ngài, để chúng ta hãy mạnh dạn trung tín với Chúa, và biết rằng Chúa không để chúng ta mồ côi đâu, nhưng Ngài ở cùng chúng ta luôn cho đến tận thế. Và nguyện lời của Chúa
sẽ an ủi bà mục sư Timôthê cùng với các con, rồi các con trai, con gái, con dâu, con rể, cũng như tất cả các cháu và cả tam quyến, để chúng ta biết rằng chúng ta chỉ tạm biệt người thân yêu chúng ta, nhưng đang khi chúng ta trung tín với Chúa cho đến chết thì chúng ta đều được gặp lại mục sư Timôthê và hết thảy những người thân yêu khác đã về cùng Chúa trước chúng ta. Amen không ạ? Và xin Chúa Ngài sẽ lấy lời Ngài nâng đỡ mỗi cuộc đời chúng ta, cho chúng ta biết rằng điều gì phải xảy đến thì Chúa đã nói trước. Ngài nói rằng ta là Alpha và Omega, ta là đầu tiên cũng ở đến cuối cùng. Ngài là đấng tạo hóa, Ngài là đấng cứu chuộc, và Ngài là vua vinh hiển sẽ trở lại đón rước chúng ta trở về vương quốc Ngài. Và mọi diễn biến xảy ra trên thế giới này về động đất, đói kém, chiến tranh, dịch lệ lây lan trong nơi tối tăm, mọi điều đó đều đã ứng nghiệm như lời Chúa nói trong ngày sau rốt. Trước khi ngày Chúa trở lại, mọi điều đó sẽ xảy đến. Chúng ta biết rằng Chúa bảo chúng ta hãy giữ lấy, vì các ngươi đã được bảo trước. Chúa đã nói trước cho chúng ta mọi điều đó. Và xin Chúa cho chúng ta không một ai mê ngủ, không một ai mê tham thế gian, nhưng chuẩn bị linh hồn, chuẩn bị đời sống làm theo chương trình ý định của Chúa. Vì khi chúng ta về với Ngài, không ai trong chúng ta mang theo đất, ruộng, nhà, xe, của cải gì cả. Chỉ một linh hồn chúng ta đối diện với Chúa. Nhưng chúng ta sẽ đem theo tất cả những linh hồn nào chúng ta đã chia sẻ về Chúa, đã đem tin lành, đem chia sẻ cho họ, họ cũng cùng được về với chúng ta, hưởng nước thiên đàng đời đời với chúng ta vậy. Nên xin Chúa ban ơn Đức Thánh Linh ban sự yên ủi lớn lao cho hết thảy chúng ta. Và chúng ta quyết định rằng: Chúa ơi, con sẽ trung tín với Chúa cho đến cuối cùng. Amen không ạ? Và buổi tối hôm nay xin mời Hội Thánh cùng đứng lên đến với Chúa. Và cũng nhân cơ hội này, có những thân hữu chúng ta chưa biết Chúa lần nào, chưa có cơ hội để đến với Chúa và mời Chúa là đấng sống, đấng phục sinh, đấng sống lại ngự vào lòng mình, để xin Chúa tha thứ tội lỗi mình và được Ngài nhận làm con, và được Chúa ở cùng, được ở cùng Chúa luôn luôn. Thì chúng ta sẽ mời các thân hữu chúng ta cũng hãy mạnh dạn đến với Chúa để kinh nghiệm sự tha thứ, sự bình an, sự vui mừng, thoát khỏi mọi nỗi sợ sự chết, sợ âm phủ hay quyền ma quỷ. Vì mọi điều đó không có quyền trên chúng ta khi chúng ta thuộc về Chúa Giêsu Christ. Xin mời chúng ta cùng đứng lên và chúng ta cùng đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin lời của Chúa.